thôi thôi ai ăn đấy ngọt đi. Không mà ăn này rồi ăn bữa đó nó chua không? Không, ăn được ăn bưởi với ngọt chứ. Cái này nó ngọt nhạt hơn bưởi nhiều thấy. Cái okay. Rung rồi thấy không? Dọn nãy giờ rinh mấy cái chậu bông ra đằng kia nó có nắng á. Bữa nay nó mát nè, bữa nay nó ấm nè. Chủ nhật lên lạnh. Ừ, đó cho nên giữ được lúc nào mình mừng lúc đó cho mấy cây nó có xanh tươi cho nó tốt. Nó làm sức mà trời lạnh mà sức mà hồi thấy không? Thấy không? Nó tuột vậy đó. Rồi đi là đi rinh mấy cái cây này nè, mấy cây sau thì bỏ hết ra bên nhà. Làm cho nó trống cái chỗ này đậu xe rồi đó. Nó rinh ngày nay làm nay chứ mai ngày mai dọn cái phòng giặt bên nó có cái xe đuổi nó thay để đuổi nó thì kéo ra cần đi khổ vậy thì đó mấy cái nào một thì bỏ đặng đổ rác sáng giảng xong rồi mới làm á chứ nó lục đục cả ngày à để hết ngày đấy con để hết ngày đấy đây. Nó thấy không? Thầy tự do. Mồ hôi nó rớt. Mồ hôi nó rớt đọc đọc thấy không? Không ai ép thầy hết á. Ừ, đó thầy mình làm thầy làm thôi. Sống đời tự do. Vậy. Tự tại cái đó gọi là tự tại đó. Tại chính làm vậy là. Còn nhớ câu người ta nói đó. Đời là bể khổ. Nhưng mà qua bể khổ là qua đời. Đời là bể khổ. Mà qua bể khổ là qua đời. Mình là thích ăn cái củ này lắm. Củ này chứ củ mình tin á. Dạ. Mình tin cũng ngon. Vợ chồng chú Bảy cho đó. Cái củ mình chưa đào. Đây có này nữa hả? Có nhóc luôn á. Chưa đào. Thế hả? Để làm dấu năm tới. Ôi, không. Tại đây vui rồi. Cái chai nước tương nó ngon thiệt. Trong này nó ngon. Mạnh chết được á. Ủa sao nó sao chứ nó ngon. Quá trời. Còn chắc có ăn nhạt lắm. Ừ. Thầy ăn chắc. Mà thầy không ăn ngọt chứ thầy đâu có ăn mặn đâu. Không mà cái gì nó dịu. Dạ. Yeah. Cái dịu nó giống như nước tương Nam Dương hồi xưa vậy á. Mặt quá trời. Kệ tấm lòng. Bây giờ mình mới nói. Ừ, cảm ơn cô chứ. Hồi điện rồi nó mừng lắm. Điện là nó biết tới rồi mừng. Bởi vậy mình nói không phải mình nói tốt nha. Thiệt sự không phải nói tốt. Ngoài cái chuyện mà thí dụ người ta nói chơi thì nói đỡ mình không mua tốn không tốn tiền nó ngon không nói chuyện đó chuyện thường tình thế gian mình nói về mặt cái chuyện tâm lý á ông để cái cha mẹ không vậy con cái nó cho gì ông tại ông có con ông hiểu con cái nó cho gì là đồ của con mà nó cho cha mẹ là đồ tốt không á là cha mẹ quan niệm vậy đó của con tôi thí dụ như giờ cha ông mà cha mẹ bệnh vậy chứ nó thì ông con cái nó cho thuốc nó mua thuốc mình uống thấy thấy nhẹ bệnh nữa đó là cái mặt cái tâm lý cái tâm lý cái tâm lý này chứ có gì đó bởi mình nói tại sao mấy đứa con nó phải thương cha mẹ nó cha mẹ cái gì con cái mua cũng là cái tốt hồi hồi ở Việt Nam á đồ Mỹ là tốt nhất bây giờ qua Mỹ rồi đồ các nước nó gửi về là tốt nhất bởi thí dụ như Tâm Hằng Trung nó không đúng thấy thầy cái thuốc mắt á ở Mỹ này đã không có thiếu gì hết trơn á nhưng mà tôi nói không gì không tốt mà của Phật tử tôi từ ở thì điển gửi qua nghe thật sự mình cũng lúc nào lòng mình cũng binh vậy đó cái gì của Phật tử mình nói thì không phải nói để cho người ta gửi nhưng mà cũng như mình thích như vậy đó chứ ở Mỹ này họ thấy nó trời thầy con là trong bệnh viện con biết chỗ nào cũng thầy cần cái gì con lo cho thầy cái đó tôi nói không nhưng mà nó không tốt bằng của Phật tử. Rồi bây giờ đồ ăn cũng vậy nữa, nhưng mà được nói thẳng rồi đó. Nước tương bên đây có, nhưng mà điều cái mình ăn thấy nó ngon thiệt. Hôm qua nên tôi ăn, tôi xịt nước tương tôi ăn không chứ. Thế hả? Cái ăn vậy mà nó ngon, cải tấm lòng của anh ta. Rồi đẹp anh trai con nên thay cho xài cho ăn. Trời ơi, trai nó nói cho ăn vỗi ngày hay ngày là. Ăn thì ăn đi. Không. Cái chai đó với một năm tôi không hết để nói vậy thôi có nghĩa là họ cúng rồi mình ăn cho họ vui thôi chứ làm sao ăn hoài nổi ăn ngày như ngày hôm qua rồi ăn nguyên ngày rồi ăn qua cứ nước tương sợ bánh... thì tăng sân thầy á thì ăn cũng biết lường chứ biết vừa phải ăn tăng sân của thầy ơi thầy ăn mặn ăn lên tăng sân á mẹ là thì tôi chén cơm nguội ăn ngon ơi ngon thế hả chứ hồi xưa là con xịt xì dầu cho bánh mì đấy cái bánh mì Pháp đó thầy biết không là con xịt cho nó
Tiếng gì? Dạ, Sharif. Tưởng nó xe thơ chứ. Không. Đây còn thơ gì nữa? Vẫn còn thơ nữa hả? Vẫn đồ tới nữa hả? Biết đâu. Ủa làm gì mà cảnh sát lại giờ chạy dữ vậy ta? Chạy dữ quá. Chắc tụi này chỉ đi giao hàng đây. Đi giao thử á. Ngon rồi không? Ăn cái củ này tao thích lắm. Hồi đó cái này trồng đâu sao trồng được nhiều nữa? Có được nhiều thì hồi đó mẹ thầy khai cho mấy cái giống nữa, nó nguyên đó là bụi đó đó. Bụi nào đó? Nó nguyên cái thơ Quan Âm đó. Thế hả? Chưa đào, để dành chưa đào. Nó có nảy lên nữa không? Không đào trồng lại chứ giờ lạnh à. Đào lấy cái ngọn á, cái mục á. Chứ để nguyên nó không lên nữa hả thầy? Nên cái mình nó cái củ già đó ăn. Ăn củ này ngon lắm à? Ăn củ này nó mát lắm. Thế à? Củ này phải gọi là củ gì? Ở vùng miền Nam gọi là củ chuối, ở miền Bắc không gọi là củ gì? Miền Bắc củ gì? Nó có hai củ. Một cái loại củ mà... Củ Bình Tân biết rồi, củ Bình Tân là cái củ mà trong miền Nam thì gọi là củ lùng. Thế hả? Dạ, lùng là nó hai loại lùng. Củ lùng mà nó dài là củ Bình Tân á, nó dài. Rồi trong miền Nam mới luộc, hoặc là nó đang sống còn non đập ra, mới muối rồi mới chiên ăn. À thế hả? Ừ. Thì đó là củ... Cái này gọi là củ Bình Tân chứ đây, còn cái củ kia ta nói là củ sắn hả? Củ Bình Tân là củ lùng á. Thế hả? Ừ. Củ ngon gọi củ chuối. Ừ. Còn có cái củ gọi là củ dâm nữa, thấy với củ dâm không? Nó thon, nó dài dài như ấy này nè, nó như ngón tay vậy nè, nó dài 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 này. Còn đó gọi là củ dâm. Cái này con gọi là củ Bình Tân. Còn cái củ sắn. Không có, Bình Tân là củ kia, củ này của Bình Tân là củ lùng mà trong miền Nam gọi là nó dài dài như nói đó. Cái gà con khúc nào không? Ăn nó sơ không á? À, đấy là củ sắn. Ủa, đó là củ sắn nữa hả? Dạ, đó là củ sắn. Củ đó là củ đậu cũng gọi là củ sắn nữa hả? Vâng, củ sắn cũng gọi là củ sắn. Nhưng mà sắn nổi, cái củ sắn kia là sắn nổi, còn cái này là sắn nằm. Cái đó để làm bột sắn á, thầy biết bột sắn á, người Bắc có cái bột sắn á, thầy biết không? Cái củ sắn người ta mài ra, rồi người ta lọc nước đi vô, người ta để lại phơi khô thành cái củ sắn á, uống mát lắm. Không, mà củ sắn nó khác nữa. Thầy gọi là củ gì? Củ sắn, thầy biết củ sắn có nói vậy. Biết trong này củ sắn nó bự mà người ta nó to bự nè, dài nè. Thì đó, cũng cái... gọi là củ sắn, nhưng mà không á, cái đó không biết cái đó. Thằng này thì hay mua bên Cali có, bên này không có. Đó là bột sắn á. Ăn rất là ngon. Cali có, đúng là giờ không nhắc mới nhớ được, khi nào nói với cô Cali gửi qua nó nguyên một củ dài rồi, nè. Củ dài đó, để cắt khúc miếng ăn. Xong rồi ăn ngon lắm, ăn như xin gông vậy đó. Tôi ăn nữa rồi, nghe. Đây ăn hết tại đi, thầy ăn hết nó đi. Xuống, nó xuống đường rồi. Vâng, thầy ăn hết đi, thầy ăn hết đi, thầy ăn hết đi. Đâu hết chứ. Nó... Ăn hết đi, thoải mái. Ăn bưởi. Tại chứ thấy thoải mái được rồi, tự tại mà này. Có ai, trời có ai tới mà ăn thì mới vui chứ không? Vậy thôi chứ giờ thầy đứng đói mà hay nhất để đói mà thầy được ăn là hay lắm á, ăn đi lấy. Thời nghèo mấy này ăn gì ăn ngán, giờ lại quý rồi. Dạ. Thời nghèo đi lên chợ mua mấy này ăn, tội nghiệp mấy người trong mấy cái rẫy á. Dạ. Ta đào người ta bán. Thấy không, tôi về 6 tính đói mỉ là sáng ăn rồi đó. Sáng hồi 5 giờ mấy ăn chén cơm rồi, ăn cơm nguội. Sáng ăn cơm nguội với nước tương tôi nói đó. Hôm qua, chiều qua ăn là sáng nay ăn nữa. Thôi kệ tấm lòng, bởi vì ăn thấy nó ngon, ơi là ngon hay là mình... Có thì bây giờ gặp không mà cảm ơn nhiều con nghe. Dạ cảm ơn cô. Nói chứ ngộ nghe cái sự cúng dường ông ấy, lắng tâm xuống cũng vậy á. Biết rằng nó bình đẳng các pháp nha. Nhưng Phật tử nó cúng dường bằng sự cung kính nè, bằng cái tâm á, ăn nó vẫn ngon nghe không? Còn biết bao nhiêu cúng dường mà có nhiều người cúng dường á, họ luyện giống như họ mua phước đức thì ăn không có ngon lành gì hết trơn á. Nấu vậy chứ thiệt lòng nó có đâu ông đa. Khoa học chứng như thầy đấy. Cúng dường bằng cái tâm hành. Thầy nấu cơm trong chùa cũng vậy. Thầy nấu cơm với cái lòng mà vui vẻ, thì xả thì nó ngon cơm. Thầy mà nấu cơm với kiểu mà tôi thí cho mày ăn vậy thôi. Thầy không? Mình nói với sao? Nó chứng minh thầy ơi. Không chứng minh cái tinh thể. Phải nói vậy cho tụi nó vui. Mà nó cũng vừa mà thấy nó luyện hoài. Tới cho thầy.
Nó qua vừa điện là nó biết tới rồi, nó mừng, nó la lên thầy tới hả thầy, đồ tới đồ con cúng thầy tới rồi hả thầy. Rồi thôi, nó hỏi dầu đừng mua nữa. Nói nó thật sự là cản hoài chứ đâu phải mà mình nói làm bộ đâu, không có ý làm bộ. Nói vậy thôi chứ nó tương ăn bao nhiêu, ông nói chứ tôi ăn ngày nay nữa là bắt đầu nó ngán rồi. Ta muốn ăn ăn cho giữ đi rồi ngán rồi. Mỹ nó ngon cái tấm lòng của người ta. Dạ. Người ta có tiền của ra cúng bạc trăm bạc ngàn ăn không ngon. Cúng mà tấm lòng không đủ. Người nói cúng dường nó phải ba cái việc, là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Nó phải đủ ba tháp rồi. Có nhiều người cúng nhưng mà tư tiền là tâm muốn cúng, tiền là đầu á, hiện là mình buộc lòng mình phải cúng, lỡ hứa là thí dụ lỡ vậy đó. Nhưng mà cúng xong để trời tôi tiếc quá, tôi tiếc cúng gặp gì đâu không, thí dụ vậy đó. Nhưng tư hậu nó không có, đúng không? Thầy nói như mấy người cúng chùa đó rồi gặp thì nó mới đau, thì nó mới đưa lại đau khổ đó. Vậy cho thầy nói sao tư hậu sao? Nó bây giờ là hai bên rồi đau khổ hết. Tư tiền có, tư hiện có, rồi mà tư hậu không có thì nó mới đưa tới thành quả đau khổ hai người luôn á. Đau khổ cho người cúng lẫn người nhận luôn á. Thầy thấy không? Tức học máu ra được, thầy không biết đâu. Tại vì có tâm, mình có cái tâm, mình muốn cúng cho tam bảo. Mà chẳng may gặp như vậy thì nói có ớt lắm chứ. Nên mất cái niềm tín nhiều lắm. Nên quan trọng cái chánh tín, mà giờ mất cái chánh tín giờ ra thì nó có làm sao? Mình được cũng không đó thừa một bên được. Do tương quan tương duyên nghiệp mới gặp nhau. Nợ nàng quan tái gặp nhau. Trời. Phải nói vậy thì con chịu thua rồi. Con đâu có ấy gì đâu. Cũng có dính hết à. Thầy trò cha con, anh em đều là nợ hết. Người giờ tôi nói ai thiếu nợ tôi trả tôi đi. Nợ nên nó dính tới cái bộ đề quyến thuộc nó khác. Ví dụ như nói vui cho mấy đứa đệ tử vậy đó. Bây giờ này nó thiệt ông tôi mới thấy tôi làm thầy á. Hồi bao nhiêu năm mình ham làm thầy chứ thật sự không xứng đáng. Tại vì mình chưa có đủ cái lực, cái đạo lực để nói họ. Mình nói là nói nhưng mình chưa có đạo tâm, mình chưa có đạo hạnh, mình chưa trải nghiệm, chưa thực hành. Giờ này Phật tử cúng dường mình mới thấy mình có một chút cái đạo lực, ví dụ nói họ nghe, nó phước nó tự tới rồi. Cái răng này nó không có, ăn cái trúng cái mô nú nó nhịn nó đau mà hỏi ăn không. Em ăn bưởi đi. Dạ thôi, mời thầy. À, cái con sơ sơ nè, nó thấy mấy mỹ đen nó ghét lắm, nó kỳ lắm. Dị ứng, nó kỳ thị. Nó hỏi tôi mỹ trắng hả? Dạ, chúng kỳ thị cho người khác màu nó khó chịu lắm. Nó cởi cái áo ra, thấy nó giống bà ấy gì ha. Giống bà Linda. Thấy người hậu nuôi con chó là cũng giống người nữa, thấy chưa? Cởi áo ra, thấy nó cái giò đi, nó không thấy chưa? Nó thấy nó ốm, nó xuống nó ốm. Ôm rõ luôn á. Thế xe. Thế xe. Thế xe phụ cho con ăn đâu có thiếu cho con ốm thế xe. Hả? Cái này cởi áo nó ra giặt mới cởi đó. Thế nó ốm rõ không? Hả thế xe? Giống nó ốm, nó giống như bà Linda luôn á. Ở tàu bà Linda bà gọi này mới gọi tim đó. Thế à? Ừ. Ờ. Để cái ngày mà học tập trung là đầy đủ á. Dạ. Quân quốc tế rồi, cứ vô nói phải làm cho nó rồi. Vô bệnh viện, vô chỗ đó một lần. Nơi trái cây đồ cho nhiều quá, vô biếu người ta rồi, cá đông người đó. Để đổi cái tiền lẻ đó, ông đổi tôi tiền lẻ 5 đồng đồng rồi đó. Cái vô là bao thơ lì xì giống như Happy New Year á. Vậy mua không, cái bao thơ cho không mua được cái bao lì xì nữa. Dạ. Để vô đó mình đi thăm người ta đi. Dạ. Nói thì mình nói mình làm cho nó rồi. Hôm nay tôi muốn đi vô mình vô dưỡng lão thăm mấy người đó.
cái gì mà nó ngộ lắm, tôi phát khởi gì tôi muốn xong việc cái tôi mới an tâm được. Nhưng mà tối tôi phải điện cho ông Thông tôi mới ngủ được. Tôi nói không vậy mà không nhớ nha, không nhớ mà suy nghĩ hoài không ra. Nhưng mà cái gì phải làm liền vậy đó rồi mới ngủ được, chứ thôi nằm đó, nằm nó suy nghĩ hoài nó bực mình lắm. Thế là tôi nói thôi gọi đại đi, buồn buồn gọi cái hỏi cái kỹ kê, bởi vì vấn đề tiền bạc không thấy không, nó dễ quên dễ nhớ nè. Ủa, thầy này, không cái này nó mới dẻo ngon nè, dễ thầy quên, cái này nó mới già nó mới dẻo, dễ quên dễ nhớ dễ mít lòng lắm. Thấy không, là cái đất bột luôn là hết mồ hôi rồi, thấy không? Người thì tụt đường, người thì lên đường, nếu mình thì tụt đường nó đã không. Phải sống đời á, nhớ đừng có nghi kỵ nhau, nghĩ sao nói vậy cho rồi đừng giận hờn, đừng có đoán ngồi đoán mò đoán lo không. Nhưng qua nghĩ thì đó giờ hổng hậu gọi phiền chờ ấm ức đó, tới ngày nay ông lại hỏi nữa cái nó quên nữa rồi ấm ức rồi suy nghĩ tầm bậy bạ thôi, ý không nhớ gọi liền đã. Bị rồi không nhớ gửi ấy mà không nhớ tới giờ khi mà nói mà bị nhớ là ông đi có hai lần rồi phải không, rồi nhớ có lần ông tự đi không nhớ, hay gọi hỏi gấp. Tôi nói cho dữ, tôi nói ào. Bây giờ tôi thấy mấy thầy tôi thương, thấy mấy cô đi cúng dường mấy hòa thượng già thấy thương quá. Tôi giải tới giờ tới Tết đó, có ai cho tôi tiền khá khá, tôi gửi cúng dường mỗi thầy một chút nữa, thấy thương quá. Tôi một việc mới ngại nhà, mà hồi nào á mỗi ngày cũng là nói xin lỗi cũng hàm mà cũng chức vụ rồi kia, giờ già bây giờ nó có cái lực, cái quy định quá 70 nữa là làm việc ở tỉnh là phải về hưu. À thế à, phải không, nó từ ngày quy định đó vậy. Thầy có ai nuôi dưỡng gì không, tại vì bên công giáo có cái sự nuôi dưỡng nha thầy. Mấy người nhà mà mấy ông cha về già đó cũng có, chừng nào mấy ông hòa thượng hội đồng chứng minh đó, gọi là làm hội đồng chứng minh nó vô được hội đồng chứng minh trung ương á, thế được nuôi á, không có nuôi nữa, chết mới có tiền, bệnh có người thăm, mình không rành trong đó nhưng mà nghe nói vậy đó. Tội dụng nó chứng minh mang từ sự của tỉnh thì cái nọ thì ngồi trên nước hết thì ông tới thì thôi, đúng không? Không, vấn đề tiền nuôi dưỡng cấp dưỡng hàng á, nó có lương hưu đâu, đạo đâu có lương hưu, đạo Phật đâu có lương hưu. Nhưng mà mấy người già rồi sao, đâu làm được việc gì nữa. Già thì anh có chùa anh, nếu anh còn tiếp tục anh hoạt động được, mùa dịch là hoạt động gì. Cho nên thí dụ như tôi nói xin lỗi các vị ngài hòa thượng ở Sài Gòn thì mình khác. Ở dưới quê hôm dịch bệnh tới giờ tôi hỏi ông là Phật tử nó còn giáo tới chùa lấy đâu có cứu. Tới quê sợ thấy một, còn các ngài cũng sợ không dám đi rồi có bệnh dịch rồi chết rồi sao. Nói ai không sợ chết, nói dễ lắm, nói nghe hay lắm, chừng nào đố ông ai cũng sợ chết, ông sợ chết không, nói nghe hay nói thà chừng nào chết ai cũng sợ chết. Nên tôi thấy giờ thấy tội nghiệp quá à. Nên tôi thấy nó bụng đấy, nói trung tâm nó giấy cho mấy sĩ chủ nào thương mình cúng dường mình khá khá Tết, mình cúng dường mấy thầy một chút, mấy thầy lớn thôi, thấy tội. Thấy gì tôi thấy chụp hình các ngày ngồi tôi ướt mắt, cái ông hòa thượng nằm ở trên cái bộ ghế xà lông á, ghế giống như nằm á, rồi cái Phật tử lại cái ông cầm quả bảo phải phẩy nè, rồi có vị thì không thấy không tội. Bởi vì nói cho dữ nhưng mà tôi thấy người tu là có phước báo dữ lắm, có trăm kiếp ngàn đời mới làm người tu, kể ai sai nấy tội, mà mình nói là mình vì đạo, mình nói là nói những người mà làm sai mà nói càng á, chứ còn ví dụ như cá nhân người đó là làm sai mà im lặng tôi không nói rồi. Còn ví dụ như đó mình làm bậy mà còn ra lệnh bậy nữa đó, nói bậy nói bạ ra lệnh gọi là gì đó, ỷ quyền ỷ thế tôi mới quất thôi.
mấy nay Cali nó rằng rộ vụ chùa Bát Nhã đó, phải không? Mấy ông hòa thượng nhau mà có chuyện hoài, mất 100.000 đô. Nó lấy ông két ra mà. Hả? Nó mở két nó lấy mà. Thôi, tôi không biết. Ngày sáng tại đó từ Sài Gòn nó nói á, thật sự hòa thượng bệnh nó đâu, ông đâu giữ đâu, đâu giao cho ông đó rồi, ông quản gì đó. Bây giờ sau khi mất rồi, giờ ông quản nó ra ngoài ở, ông nghĩ sao? Đặt có hỏi thì sao? Mà khi mất ông báo ai trên á, tự ông âm thầm thì báo cảnh sát. Thì phải dầu có tình ngay cũng lý gian à. Rồi bây giờ tự nhiên đang lúc này ra ngoài ở làm sao? Nó khi chùa là hòa thượng giao cho mình, dầu là hòa thượng là diện chủ. Thật sự ông Nguyên Trí này cũng trà long đất lỡ lắm, ông cũng nên bình định rồi. Nhưng nẫu mà, nhưng mà cũng không vừa, nhưng mà đều có cái á, mình bây giờ mình công tâm. Cái nào đúng mình nói đúng, thấy không? Chứ tôi không có, không phải tôi không ưa ông Nguyên Trí rồi tôi đi nói ông này xấu hay là không ăn đâu, ăn mắc cổ. Mà tôi hỏi ông, không, nó ăn nó mắc cỏ, con chó này không được. Có kia điện lan chứ chó này ăn là mắc cỏ. Con có tràn cho con ăn con ơi. Được tức. Nhưng mà nó không biết ăn. Ăn hỏi bầm đi. Mà tôi nói nó không ăn là không coi rồi nghe thử. Ông đưa chứ tôi đưa không bao giờ nó ăn á. Ngồi con. Xì à. Chơi cơ. Ăn đi cơ. Ăn không? Thế không? Không ăn không? Ăn hết. Đó, lấy luôn cả miếng anet kìa. Đó. Nó còn răng nhai được mà mềm mềm nhai được. Đúng rồi, đâu có, nhả được kìa. Nói là tôi lấy không biết ăn, ăn mà đi cả, ăn đi cả, ăn đi cả, ăn đi cả. Rồi ăn miếng này nữa đi ăn bưởi. Cho nó lên đường hay là. Cái này đó. Do tự nhảy đó. Đẩy các cái đài truyền hình các tờ báo nó bình luận rằng 100.000 đô mà ở Mỹ á, nó lực cái đâu cho bỏ tiền nhà không, không mấy được nhưng mà ít người để tiền nhà, chỉ có Việt Nam mình mới để tiền giờ nhà. Mắt cá mắt là cá lớn, nếu là cá sảy cá lớn đúng không, rồi bắt cá mà cá nào sảy nó trời ơi cá lớn dữ lắm á, để em hiểu mà. Trăm ngàn này thì ông mới đông khai làm sao mà con chưa biết. Ít ai để nhà đi 100.000 là chùa, la vậy cho mấy con mụ nó ô mê, nó mê, nó thương. Trời ơi, ông biết cái mánh này chùa không? Giờ lúc nào thầy không nghĩ xấu không vậy thầy? Thầy không nghĩ đẹp thế nào được hả? Không phải tôi nghĩ xấu, nhưng mà tôi biết quá rồi. Rồi tôi biết từ sâu sắc lắm rồi. Nhưng mà năm 2 còn gạch 1 thầy ơi, không phải hoàn toàn là như vậy hết. Tiền này chưa chắc không biết gái ăn ha, trai ăn ha, trộm ăn. cái này là nhiều lần rồi. Lâu lâu là có sự kiện này ha. Ví dụ như lỡ có ngày mà có bữa nào tôi tập vậy đó, bữa nào tôi mượn tiền ông 50.000 thì cái tôi là bộ đó là tôi gom tôi xả ông mà đã gom trả đủ rồi tôi la lên tới giờ tôi bắt đạo ông đó là sao cũng dần luôn chứ sao mà rồi mà ông tôi làm á, ông nói tôi bây giờ tôi làm. Tôi nói thiệt ông á, tôi biết quá, người nào nó mất là thiệt mà người nào nó mất là giả tôi biết luôn á, từng ở trong chăn đó mà. Mà nói thầy nghe cái gì cũng vậy, không hoàn toàn tuyệt đối thầy, 52-1, không có gì tuyệt đối hết. Rồi, sếp tới rồi. Đây cho con cái ly. Đây cho con cái ly, cái ly lại, cái xin cái ly thầy, rồi. Ông ba ơi. Nó không tất cả vậy ông ba.
Nó không có sợ vậy. Chó là thì nó ương ba, chó là nó ương đang ngộ nhở. Mỗi con nó ương người, con chó kia nó ương ba. Bỏ cái ghế thì sống. Chị đá trên này, trong này luôn nè. À đi theo con chó nữa. Hai con bạn chó. Bạn thân ơi. Mà không nhớ rằng á, cuộc đời mình mưu mô mình xảo trá quá rồi nó cũng mất hết rồi. Thấy không? Mấy ông hòa thượng toan tính cho dữ đi, đủ thứ trăm phương ngàn kế. Hồi đó là ông này, ông Quảng Thanh là một, là ông Trường Bảo Quang, Nguyên Trí này là hai, rồi nhiều ông lắm, không mình nói không cần nói tên nữa, cứ đè chửi cộng sản nặng cho mấy cộng hòa đó hốt tiền đưa đó, la lối dựng lập giáo hội này hội kia, thề đập thề ngày nào còn cộng sản là không về nước này kia nọ, dữ dằn lắm, thiệt là thề thiệt luôn á, thấy không? Mấy ông đâu về được đâu, chết mẹ hết rồi, còn gì nó đâu về. Mấy thầy tu rồi, mấy thầy hiểu nhân quả nhiều nhất phải không thầy? Thì hiển nhiên là, nhưng mà ông các pháp nó dai không, nói vậy thôi chứ dai không. Pháp dai cơ. Dây không mà, đâu dây có đâu mà lo. Nhưng mà con vừa coi đó, thầy, trong Phật giáo mình đọc những câu chú đó thầy, như chú Đại Bi chẳng hạn, thì cũng có thể là giải nghiệp được không? Nếu giải nghiệp được thì Phật ở đó tụng rồi. Cái chuyện mà, nhưng mà ai nói cũng phải nói phương tiện, nói vậy thôi. Ông hỏi với đó là chúng sanh nó chửi tôi trả lời nó chửi tôi. Nếu giải nghiệp thì đọc giải mẹ hết cho rồi việc thế gian này đi. Cả đám thầy chùa, cả lũ thầy chùa, cả bọn thầy chùa, cả bè thầy chùa, tờ cả thế giới này, sao nó không ngồi đọc chú để giải nghiệp đi. Tây Tạng đó, nó không giải cái nghiệp của Tây Tạng đi. Rồi ông nói cho chúng nó, ông hỏi thì tôi tờ nổi tôi trả lời, chúng nó chửi tôi. Thầy ơi, vô ý mà thầy, vô ý thí mà theo kỳ vậy thầy. Nếu mà giải nghiệp được thì đó Tây Tạng nó giải đất nước, nó đâu có bị dưới nô lệ Đức Đạt Lai Đạt Ma phải lưu vong như vậy. Giải cái nghiệp ví dụ vậy nè, thay vì bây giờ á ngồi chửi ta thì bây giờ ngồi đọc là Án Lam số 2, Án Lam số 2 vậy đó, Án Lam số 2, Án Lam số 2, Án Lam số 2, Án Lam số 2, thay vì đồ cha mẹ 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 gái mẹ mẹ bà ngoại mẹ rồi nội mẹ rồi chửi, thay vì chửi vậy Án Lam số 2, Án Lam số 2 vậy đó thì nó giải nghiệp vậy đó, giải được nghiệp rồi đó. Án Lam ta bà hai, Án Lam số 2 vậy đó. Thế thì chữ cha mày tá ha, cha mày tá ha, đi mẹ mày tá ha, bây giờ Án Lam tá ha, Án Lam tá ha. Không, phải có điều kiện thầy, tại niệm chú phải có điều kiện chứ không phải là nói cơ cơ vậy được. Phải nhất tâm. Thì không có pháp nào không nhất tâm hết trơn á. Chỉ nhất tâm là một lòng thôi. Một lòng chuyên chú cái chuyện đó, tịnh độ cũng phải nhất tâm, thiền cũng phải nhất tâm. Mà cũng phải nhất tâm, cái nào cũng phải nhất tâm, không có pháp nào không nhất tâm hết trơn á. Ông nói cái tu nào không nhất tâm, ông bây giờ ông ăn đây nè, tôi với ông đang ngồi ăn củ chuối nè, cũng phải nhất tâm, không nhất tâm mà tôi không có chuyên chú vô đây, tôi ngồi tôi gọt vô tay tôi làm sao. Ăn cũng phải nhất tâm. Dạ. Đó, ông tới đi thăm chó trước mà được, thấy không? Ông bắt nó về nuôi đi qua. Gì đâu. Nứt gắt mới mới xếp. Biết rồi, để tôi gọt cho ông mới được. Thầy đào đào cái này không nào? Chưa có đào này, cái cửa ta cho. Ủa vậy? Anh ăn được không? Tại cái củ khoai. Mà chuối. Tại chuối này. Không mà ông còn tên gì khác nữa không? Không ba. Miền Nam mình thì có dạ, củ chuối rồi, không à? Mà đúng rồi, củ chuối. Chứ không phải phai. À, củ chuối. Mà ông đa ông cãi tôi, ông nói củ sắn được phải. Mì tinh. Nó không phải mì tinh là cái củ lùng đúng không? Củ lùng phải lùng với mì tinh. Đúng
tôi không biết cha ơi, tôi ngây thơ nhất anh gọt ơi. Anh phải gọt hết cái sơ ở ngoài đó, ăn ở trong thì nó béo nó bùi lắm. No, anh về chết tôi rồi. Tôi bị gọt càng mỏng càng tốt. Ăn cả cái sơ, anh biết cái củ sắn ăn con sơ còn như xin gông vậy đó. Đó là, à, cái đó là củ sắn, nhưng mà nó ngon. Đây, mềm đây. Sao nói mà sao chú ăn vậy chứ đâu ăn nhiều kiểu không nói đâu. Rồi anh biết không, miền Bắc cái củ sắn ngọt cái nè, gọt từng miếng cái nè. Rồi bắt đầu mới ngồi mới nhai. Ngon, ngon như xin gông á. Khoảng đây, anh cứ ăn cái đó hả? Nó hồi nó đóng lên cục thơ nhẹ đó, nó nhả ra đó, nhai hết cái bột. Nó cứ ra cái chất nước nó ngọt ngọt, còn sáng. Cái này cũng khoái mà, thấy bữa cũng khoái hơn này. Ăn đó trước, ăn đó trước đi rồi ăn bưởi. Anh có mua me chưa? Tôi chưa có mua. Ăn đó trước đi rồi ăn bưởi, đừng lo. Tới giờ tôi nói tôi về mà tôi có... Anh sao vậy trời đó, anh sao vậy trời đó? Tôi đâu có đi chợ được ở đâu. Đi chợ đi ghé qua về mua, anh mới nhất tâm chứ, anh không chứ, anh thương. Tâm chứ. Anh không thương anh thì không ai thương anh được, tôi bảo đảm anh á. Nhất tâm quán triệt tùm lum tà la hết mà không nổi. Bà về cái bà lo, bà nói chào bà nấu cơm. Là bà nấu ăn, ăn xong rồi cái rồi chờ bà chở qua thằng nhỏ. Bà chào bà nói chào bà, chở bà về. Hết giờ. Giờ tới nơi là 8 giờ tối rồi. Thiệt á, thương anh không thương anh thì còn ai thương anh nữa. Khó kệ đi, tôi cái gì cũng cho hết rồi, sợ gì nữa, đâu có kệ. Cho không? Không phải, tôi sợ ngáp ngáp nằm đó, đâu mấy bên đó với cái mệt, tôi nói thật anh nha, thà chết cha nó chết đi. Mày giống củ lùng cũng phải, giống như củ chuối mà có sơ gì sơ. Củ chuối với củ lùng thì củ lùng, củ chuối chuối sao giống được không? Nhưng mà cái này già quá, nó sơ nhiều. Chưa già đó. Dạ. Dạ. Nó còn bự nữa. Thầy sẽ ăn đi rồi. Ăn thì đó nó mời, ăn nó không. Ăn bưởi uống trà nó ngang là nó tình nó... Anh thích ăn về thoải mái, tự tại, tự do. Thầy không có cả. Nó cũng vô đó hết hả? À. Nó cũng vô hết hả? À. Bưởi trà gì nó cũng vô. Hai ngày nay nó làm gì nó ăn mà nó cứ giống như muốn mắc nghẹn vô. Tôi không ăn, nó cũng tặng được. Này tôi gọt ngày hôm qua đó, mà tôi chờ mấy ông tới mới ăn này, chứ tôi không có ăn này, thấy không? Vậy này. Ăn bưởi cũng phải có bạn bè mới ăn mới ngon. Chứ phải trả này. Này gọt qua 3 miếng nè, gọt trái là 3 miếng nè, đó, tới ông ba nè. Đây. Một miếng. Gọt từ hôm qua đó. Bỏ vô tủ lạnh, nó lạnh nè. Có chuyện ăn, có chuyện nói nó mới vui, mới đàm đạo rồi nó mới vui. Chính xác. Cho nó ăn cái gì vậy? Cái bụng nó hóp quá thầy. Hả? Cho nó ăn gì không? Sao nó ốm quá, tự nhiên nó ốm. Cái bụng nó hóp quá vậy. Thì nó thuộc lỗi vậy. Ông nhớ bà chủ đó sao nói vậy á. Nè, cho anh ăn thêm đi nha. Tháng ăn thêm đi. Cho anh xuống được. Xuống. Tháng nay nó xuống. Tối hôm qua, trước rồi tôi đi ngủ. Mà tôi cũng không ăn đó nha. Tôi chỉ có ăn một chén cháo mà cháo loãng đó. Cháo mà ây già nó bán cái cháo của Đài Loan đó, loại nó lỏng lan như nước lạnh vậy đó, như riêng nước vậy đó. Có vậy thôi là với một cái bánh qua xăng thôi rồi đi ngủ. Sáng dậy đường trước khi đi ngủ đó đo đường 379. À, tôi bình thường là như vậy á hả? Tôi nói xuống liền, tôi nói xuống. Không dùng đâu không? Đúng. Rồi, nó mọc lên đây. Cái mọc. Nó mọc lên này. Nó sao mà mọc, đưa mà mọc trời ơi, trồng nó còn mọc, nó mọc. Trời ơi thầy, nó tùy duyên này ơi. Nó sao mà mọc cái được. Duyên, nó gặp duyên là nó lên tuốt. Nó lên được. Sáng nay tôi tưởng là nó còn cao lắm, 4 giờ mấy tôi dậy à. Tôi thử coi mày được nhiêu còn nhiêu. Anh xuống còn 250 không à? Được đó hả? Sao quá vậy? Tôi không hiểu nó điếp rình, nó 200 mệt lắm mà cha. 200 mấy luôn á. Nó không mệt lắm. Được ư. Nó xuống từ từ chứ cái gì xuống mà vèo rồi. Xuống cái vèo từ đêm sáng anh xuống tới 200 hơn á. Đó là một cái thứ hai nữa là sáng ra tôi không ăn nha. Mà giống như nó không cào ngựa bao tử mà nó mắc nghẹn á. Giống như nó mắc nghẹn á, nó cứ nghẹn hoài à. Tôi quánh vô một chai nước cái nó xuống, nó hạ xuống thấy rõ vậy đó. Của ai nó ăn đi, ăn bỏ ra vỏ vô đây. Mà sao nó hạ xuống tôi thấy rõ trong cái cuốn bao tử tôi, nó hạ xuống thấy rõ vậy. Giống như có cái gì nó thắt ngang rồi. Ngày mai tôi có hẹn với bác sĩ
gác rồi. Bà chỉ con mẹ gì đâu. Qua đây ăn đêm ra hết thôi, đi. Thôi con thôi không để cho anh nha. Không không ăn xuống rồi ăn nhiều đâu có tốt, ăn đi qua ai nó ăn mà. Được rồi, không sao thầy. Nhường quá nhường lại chứ rộng đó vừa ba pha mà ham ăn nữa. Thầy sao đi nhắc cái chuyện nó hoài vậy. Bữa ngọt này á. Tôi mê lắm chứ không phải mê đâu. Này ăn đi, ăn đi, ăn đi, nó tốt tại vì cốt nó cốt chua ra. Coi của chúa nhà mà không dám đào để dành cho Phật tử tới đào cho nó vui. Chứ mấy nay muốn lắm á mà không muốn đào không đào. Thôi tự nhiên chị hôm qua anh Phật tử chú vải cho mình cho anh à. Nè. Ăn miếng nữa đi không? Dạ thôi mời thầy, con xong rồi cảm ơn thầy. Cái cổ một người tin á. Cô lùng á. Trời đâm dập dập á. Rồi nó ướp luôn miếng á. Nước nghệ nè, nước muối nè, miếng bột ngọt, chút xíu đường thôi, thịt miếng nước xì dầu. Cái đó thấm vô rồi đâm, chiên lên hay nướng lên ăn thơm không? Chút xíu nghệ. Cái này ăn nhiều quá lắm rồi. Đó. Nếu mà nó chua đó. Nó chua một chút đó. Dạ. Lấy nước mắm, nước muối ớt á. Thôi, anh bỏ cái muối đi lại tăng sông nữa cha. Anh bỏ cho muối đi. Muối tôi không nhắc tới, bây giờ tôi nhắc tới muối không? Đừng có nói cho muối, anh kẹt lắm. Có điều anh ăn lấy chua mà trị đường á. À. Tốt hơn là lấy mặt chua trị đường. Chua cũng trị huyết áp vậy. Ừ, nó trị luôn á. Đại với anh này, tôi nói anh ăn hai thứ này, một là bưởi, hai là me. Rồi. Mà bưởi ngọt anh ăn được. Mà me ngọt ngon lắm cha anh nha. Tôi làm ngày 3-4 cái có sao đâu. Gì đó, anh đi mưa mà anh đi chịu khó đi. Đúng, phải chứ. Bữa nay là thứ năm rồi, ngày mai ngày nữa là phải có mặt ở nhà luôn. Thứ sáu là tôi hết nhiệm vụ rồi đó, tôi phải đi mua. Không khổ quá thì sao anh không khổ quá được đó. Bởi vì nên mưa thiệt đó. Ngày nào tôi đem mấy cái cây ra nè, cho nó có nắng nè. Nắng chiều đem vô. Mà con bữa nữa thầy. Bữa nay nó xuống về tối nó là 30-40 độ. Ừ, tối lạnh hả? Ừ. Bởi vậy? Ông trời mà chuyện ông trời. Cái hậu ra cái hậu khùng. Đời này sức mồ hôi rồi ha. Phải nhờ là làm sức mồ hôi á. Hồi đinh hết mấy cái cây đó. Thầy gửi mấy cái hình. Thấy mấy ông bà già thấy cái tội quá ha. Ở trong coi á, để chung đúc cái hình từ thiện á, ở mới già tội lắm. Già lớn tuổi á, ông người chăm sóc. Anh nhận được 500.000, tao mừng quá trời mừng luôn. Thấy giờ mình cũng cảm động. Bà nội tôi hồi xưa đó, đã còn sống á, 20 mấy năm trước. Bà chỉ có ăn bí đỏ đó chống dài lắm, cái đau cái não á, ông bảo não bí đỏ đó. Không bột ngọt, không muối, thì có bí rồi mà nấu canh một lần mà nấu vậy xác ra được đâu. Tôi nghĩ tôi đếm một bữa ăn của bà nhiều lắm là sáu cái miếng nhưng mà sống dài ha đó. Cộng với là hai con tép rang thôi. Anh phải để vậy hả? Trời ơi, tôi nói anh làm một nồi ha, anh để mà ăn cả tháng cũng còn nữa. Một bữa ăn bà là hai con, bà không hư, bà không muốn ăn nhiều. Chỉ vậy thôi đó, rồi nửa chén cơm. Mà không hư. Trời, không hiểu sao, tôi không hiểu sao. Thì ăn, mình thấy con cháu nó thấy vậy, nó đâu có nấu nhiều, nó nấu ít đết, ngày nào cũng nấu. Vậy đó, chỉ vậy thôi, 96 tuổi. Mà không lẫn đó nha, ăn bí không lẫn á. Không lẫn. Ngày tối đó ở ngoài nhà quê đó, trước cửa Băng Mai đó, trước bây giờ quán cơm Băng Mai trước cửa quán cơm. Thầy biết không? Sáng ra đó, bà ra cái bà cứ ngồi ở trước cửa mà không phải ra ngoài cửa, ở trong cái cửa vô là có cái bộ gián gõ. Bà ngồi nghe cái bộ gián gõ đó. Vui lắm á là lại dán cái quần lên, gãi gãi cái chân chút đỉnh vậy nè. Cái bí đỏ đó mà ăn nó bỏ ốc dữ lắm á. Chỉ có vậy thôi đó. Ăn sống thọ nữa mà nó ngán quá. Thôi nấu chè ngon lắm đó thầy. Chè bí đỏ đó. Dạ. Nấu chè ngon lắm mà thầy. Thầy ăn cái đó đi. Con này mới mua chè. Ngán lắm.
nói tới cho mấy đậu xanh vô rồi ngày... cho cốt dừa vô cái gì thôi đó. Rồi đó. Ôi, cái đó anh lại pha chế luôn. Hồi xưa mấy bà ăn được chứ mình là không nổi đâu. Nhà tôi nè bà xã tôi bà trồng đó. À, bà trồng đó. À, nó không được già pumpkin đó, nó không được già, nó cỡ cái này. Thế hả? Ờ. Nó không to lên à? Tại sao vậy? Anh cho cũng thuốc à? Cũng không có thuốc nè, để thằng rể tôi nó lấy cái bự cỡ này ha, nó giặt cái đầu vỏ, nó khoét cái ruột, khoét cái vỏ, cái ruột cái hộp á, nó giục bỏ, rửa sạch dòng vỏ ngoài phải không? Rửa sạch dòng ngoài rồi, nó bỏ sườn heo vô đó, à. Nó hầm, yeah. Hầm tới cái bí mà nó mềm được cái sườn heo nó rụt rồi. Trời ơi, tôi sắc một lát rồi nha. Béo lắm. Trời, tôi ăn một mình tôi một lát thôi đó là đủ no rồi đó. Yeah. Ừ, nó béo ngậy. Bí rợ nó sổ gan, nó cũng sổ mỡ nữa, làm sao ăn nổi ngán nó quá. Nó béo ngậy à. Ngán lắm. Thì nghĩ cách sẽ làm, mình nấu cách gì mà lại ăn được á. Đó, thì thầy nấu canh cũng được, nấu canh cũng được thầy. Không, mình nói, mà nói thiệt mấy ông đừng bồ chứ nó ăn mà có vui rồi nè, tôi ăn hoài tôi không thấy ngán. Có mình ngồi ăn nó ngán gần chết đi thật sự á. Tôi mới hiểu được tâm sự của người cô đơn. Người yêu cô đơn. Cho nên tại phải hiểu tại sao mấy thầy phải có người tính nữ riêng. Tới đây là dừng chân ngón lại trời nó. Nên ta ăn ta thủ thủy, thủ thủy vậy đó. Thủ thủy vậy mà ăn nó ngon. Ăn một mình đâu đó, có mình tôi đâu bao giờ tôi thể đến bữa tôi ăn. Ông thấy tôi đâu có ăn bữa, bữa nay tôi ăn quên mấy bữa hết không hai luôn thấy không? À, ăn bữa tốt cho mỡ lắm mà. Không, nào không hả bữa. Tại bữa nay là tình cờ ăn đó là ăn vui. Tại qua bữa này cũng bữa cho đó. Thế này. Sẽ ăn cho mấy ông vui. Món, tôi... mối là món này của ông Đan à. Cứ bao giờ là mày còn tạch sẽ tới bữa còn ăn đâu. Nó đừng đó. Thành ra không phải nó nói là khái hoạt của thầy tài là ăn không phải. Con mình đâu có ăn, có mấy ông mới đem ra ăn nữa. Có bánh gì hôm qua đó mà giờ ông ba ăn đâu đó được, đâu được. Nó cứng. Ôi. Bánh thì mình đứt kệ qua cho đó. Ở Việt Nam mình á, người Tàu ở Việt Nam nó có cái bánh mà mùa Tết này mới có làm nè, bình thường người Tết làm lắm. Bánh tổ hả? Bánh cứng. Thầy mới thì nói chữ cứng á, mình mới nhớ ngay, tôi nhớ dưới quê tôi đó nó có cái bánh gọi là bánh cứng. Cái bánh đậu xanh thôi chứ không gì đó, mà nó ép sao mà nó cứng ngắt trời ông nội ơi. Anh bẻ ăn cục có răng thì nhai được, còn không khó thì ngậm trong miệng 15 phút nó mới tan á. Cục chút xíu thôi nó cứng ngắc à. Ê nay bây giờ sang trong chùa có cái gì vậy, cái chè đậu á thầy. Cái chè gì bánh tổ. Ờ không á, chè nấu để nước khô rồi luôn á. Chè kho để rớt nấu đậu xanh không à? Chè kho. Cho tí đường vào chè kho đó, nấu lên cúng hết thầy. Để cho nó khô luôn á, rớt cái mặt ra ăn. Sau đó ăn được cái giờ ăn là bệnh đó nghe. Thế hả? Hồi đó sao vậy chứ hồi đó nó không có di trùng nhiều ta. Không hồi là di trùng dữ lắm. Thầy còn trẻ, sức mà còn mạnh. Chưa có đủ đường. Tại đây chưa có phải cái gì đó thầy. Bây giờ như cái gì như mở dư đường rồi. Đừng có tán nạp cho thầy. Không, tôi có dư đường. Đằng này lại không có đường mà tuột đường. Thì nãy tôi tuột đường đó chứ. Bị nãy thì Rinh mấy cái nặng đang dọn nè. Đang dọn sức mồ hôi rồi ông đang lại đó. Tuột đường cũng là cái bệnh tiểu đường á thầy. Có gì hả? Thầy đừng nói tuột đường không phải bệnh nha. Tôi tuột. Tiểu đường nếu bình thường thì ok. Lên quá cũng gọi là bệnh mà tuột hoài cũng gọi đó, là bệnh. Ví dụ như phải giờ sáng mình chưa ăn cái gì á thì nó là không ăn. Sáng là một chén cơm nguội rồi đó. Có cơm nguội nước tương tôi nói đó chứ phải không ăn đâu. Là vậy đó mà giảng xong rồi chạy tới chạy lui làm chút nó tuột đường á. Cái đó là nguy hiểm hơn là lên đường. Thì đúng rồi, có nhiều người đã tuột đường nguy hiểm hơn lên đường. Thầy kẹo bên cạnh á. Không có, kẹo đằng nào không có xin nhê. Ăn cái gì có chất bột. Đúng rồi, ăn bánh mì. Còn lên đường, có cái tiểu đường mà tuột đường mới ăn kẹo. Còn tôi tự nhiên tuột đường mới ăn cái chất bột. Bánh bông lan nhà này ăn nha. Thôi, khỏi. Ăn này nè, cái này chất bột nè. Không phải, có này có rồi phải. Ăn cái bánh... Anh khoai lang được không? Thôi phải lan mắt lắm, còn mấy củ bên chưa kia ông chưa có dự định mua mà sao ông lo dữ vậy. Ông lo không có gì ông mua không được cái nhà kia nữa chứ.
Trời ơi, hồi cái ngã tư kia tới ngã tư này chỉ có mình ổng rồi. Biết rồi. Nếu qua đằng này vụ rác á, vụ rác thanh thầy bỏ đi. Tôi nói thôi, mình hứa người ta mình làm, mình nói muộn mình làm kéo, kéo riết ông coi kìa, nó nguyên vậy mà nó không bỏ vô thùng, riết là tôi bỏ, tôi kéo thùng rác thôi chứ còn cái chuyện mày bỏ tầm bậy thì mày hốt đi. Riết người ta ỷ lại nó mấy đứa trẻ mà. Nó không có nhà vậy. Không phải, nó cứ nó ở đâu nó quan niệm là để vậy chắc là cái xe rác tới rác mà nó không phải. Mình phải gom, mình kêu nó mới lại nó hốt chứ đâu phải tự nhiên lại nó hốt đâu. Nhưng mà để cho nó một lần cho nó biết thì ông Thanh ông nhận tôi nói thầy không có làm. Thầy đi vô, bị ông đi về thấy thằng này làm luôn cũng làm. Mà tại cái tay đao mà nó chơi nó bỏ vô túi toàn là gạch không à. Gạch hơn cái nhà nó tuôn xuống á. Nó tuôn xuống rồi mình rinh cái bao lên. Dạ, nó nặng rồi mình mới bỏ vô cái thùng nặng nó đau cái tay lại. Ông Thanh ông nóng luôn. Không, anh ăn đi. Anh hết đi, ngon không? Đang có đà. Nè hả, ngon á? Ngon, ngọt, ngon, đỏ quá. Xê, ở giờ ông về xê. Cái nó giờ ông ba ăn nè. Mà nó ăn được không thầy? Không, nó thì nó không giống như chó kia. Cái này cua, thở nông, im. Nó chỉ mì hả? Xê. Nó vô miệng ông ba xê. Xê. Mới cởi áo ra giặt đó. Xê. À. Ốm nó ốm như bà chủ nó vậy đó. Chuyện nào chết đây? Hả? Chết bao ngày nghe không? Sáng nhiều khi xuống tưởng đâu nó chết. Hỏi chết hả con? Cái giấc mình nó cũng sợ chết nữa ông ơi. Con chó nó cũng sợ chết rồi chứ nó đâu cũng sợ đâu. Xuống hỏi chết hả con? Giấc mình tới vậy không hay kiểu. Con gì cũng sợ chết rồi đó. Sợ nhất là con người. Thì con chó đâu đủ trình độ đâu mà nó chết sao? Con người nói cho giữ chứ sợ chết thấy mồ. Còn mấy củ khoai lang nhưng mà tại vì bữa nay ăn này tôi đâu luộc đâu nước khoai lang. Rồi, tự quá rồi đây. Để mốt đi thứ bảy đúng không? Cái bữa này quá đã rồi. Bữa vui đâu ngọt quá. Four Seasons. Thấy không? À. Vợ tôi nó dứt dụng là nó chua chua. Bà nội bà chưa có ăn mà sao bà biết tôi, bà cứ nói chua rồi bà không có chờ gái vô, đi thằng nhà ăn nữa rồi. Bữa này giống giống Việt Nam ha. Thì anh ghét thì giờ anh thì tôi nói anh chịu, anh thương anh thôi. Ha? Anh chết và anh cũng theo được, cứ mình anh theo anh thôi. Anh thấy không? Có gì khó đi cha. Tôi nói, thầy ổng nói rồi, tôi cũng nghĩ vậy, mà thằng rể tôi nó cũng nói rồi. Bây giờ đó, ba chưa có triệu chứng phát bệnh, mà đường tăng cao tới hồi mà phát bệnh thì cũng phải cả năm nữa nó mới biến chứng. Bây giờ đi bác sĩ là lo chữa cho nó xuống. Xuống mà không xuống được thì nó sẽ biến chứng, thì cả năm nữa nó biến chứng. Thì lúc đó khi nó biến chứng rồi nó qua cái bệnh nào đó là ông chạy theo ông chữa cái bệnh đó dài ba năm nữa thì lúc đó mới chết đi. Bảy mấy rồi phải rồi. Ôi, dạ pháp mà có cái gì nó đứng yên đâu lo. Kệ thấy đi, bây giờ tôi cũng suy nghĩ vậy, ông khóc ra bỏ đây trời là nổ. Thôi. Giờ kệ thấy nó đi. Giờ chết rồi cũng chán trường rồi. Cái đủ, thay, rồi, đủ rồi này. Để thay cái áo mới chứ áo cũ mặc hoài chi không? Đó. Chán đó, trường rồi. Quan trọng là mình tự tại. Đó, chính xác. Đó, bây giờ mà sáng này tôi giảng á, tôi mới biết ông vua Diêm La mà vẫn ăn hối lộ nha. Diêm La Vương á. Dạ. Diêm Vương chứ. Vâng. Hồi đó là ông Diêm La Vương á, ông tên là Diêm La Vương, ông cai quản cái ngục thứ nhất, cái điện thứ nhất. Nhưng mà ông nghe lời, ông cả nể tội nhân, thì cả nể hai việc thôi, một là tài hai sắc thôi. Nghĩa là một là thân hai là thế, thấy không? Hoặc là COCC, thấy không ba? Còn ông cháu cha đó. À, cả nể đó, cho nên ông cả nể cho nên ông mới bị giáng chức xuống. Ông Lào ông phải xuống giáng chức xuống tới điện thứ 5 lần. Thành ra ông Tần Quảng Dương mới lên điện thứ nhất. Đó, thành ra tại sao mà đã 10 gọi là thập điện Diêm La. Mà tại sao ông Diêm La ông xuống tới điện thứ 5. Hay, tôi phân tích rõ ràng đâu. Tại vì cái này là có sách vở đàng hoàng. Cái này không phải của Phật giáo mà của bên Tàu á. Thầy dạng bạch trái mà lấy nghĩa không, tại vì nó đang trong kinh Địa Tạng mà. Đang vụ đó thập điện Diêm Dương á. À,
tựa là Diêm La và quyến thuộc tới để ca ngợi ngài Địa Tạng. Thì Đức Thế Tôn mới khen là này các thiên tử. Vậy chứ Thế Tôn vẫn khen ông Thập Địa Kim Dương là thiên tử nha. Rồi các quyến thuộc là quỷ dương. Quyến thuộc của Thập Địa Kim La là quỷ dương. Nghe chưa? Rồi á. Nó mới tôi mới tri phong ra coi tức cái mình nó ở từ đâu. Mà hả mình không nói á. Thì nó mình không biết. Mà mình nói á. Ông khéo nó trở thành mê tín. Tôi tìm, tôi tra đủ thứ sách vở hết trơn. Thì mới ra được là hồi xưa nó đầu tiên khởi sự của mình đưa ra đó là chỉ có ngũ tàu á, là năm ông quan tàu thôi. À, năm quan tàu là mới chia ra là thiên quan, là thổ quan, là thủy quan gì đó. Rồi để cai quản là năm cái tội lớn của chúng sanh đó, là thứ nhất là sát sanh, là có ông là quan đó, là gọi là ngũ tàu. Bởi vì năm giới này nó cũng phù hợp với cái tư tưởng của Khổng Lão. Rồi từ từ á, cái ông nào đó không có chơi ông nằm mộng, gọi là thần du là nằm mộng cái gì, nằm mộng mới xuống thấy tới 18 ông Diêm Vương là có 15. Nhưng mà về bàn cãi rất cãi luôn có 10 à. Đó, trời ơi, này, tới đời nhà Hán đó, tới đời nhà Đường đó. Nhà Đường thì bắt đầu mới Thập Địa Kim Dương này mới phát mạnh ra. Cũng ông nội được Tam Tạng Pháp Sư mình chúng ai hết trơn á. Bị cha lúc đó, cha muốn là bá chủ Hoàng Vũ này, cho nên ai mà giết có lý là cha cho vô cái hàng lâm viện đó. Cái hàng lâm viện của cha đó. Là cũng muốn mà ra. Cho nên nó hầm bà lằng sáng cấu vô nó mới có đủ thứ hết trơn, cái gì cũng có hết trơn, thành ra nó phù hợp. Nó phù hợp là cũng là nhân quả rồi, vậy cha cho vô để cái hàng lâm viện này là cha là giống như ngày nay gọi là viện trưởng viện nghiên cứu vậy đó. Viện trưởng viện nghiên cứu thì bây giờ mình là viện trưởng, thì nếu mình chống này kia nọ thì nó không bầu bán mình nữa là sao. Thành ra thôi thằng nào giết có lý cứ bỏ vô để là làm chức viện trưởng viện nghiên cứu, mà có khi dốt đặt ha. Hiểu không? Mình nói ra đụng tùm lum nữa thôi. Hả? Sao tôi nói cho nó ngứa miệng, người nói đụng. Thầy nói hơi ngứa miệng. Nói chuyện như thầy mà thầy tôi làm không dám nói. Cũng sợ bị ngứa miệng cho được người ta chửi mình. Ây da, mấy đứa này tử tôi bên ở hải ngoại nó nói. Bây giờ ông ba chứ ông đang nổi danh luôn rồi đó thầy. Kệ đặng chi, đặng để lại cho con cháu đời sau rồi còn nhắc với ổng. Đó chuyện đạo đạo. Ngày khôn ở đâu không biết, ngày nói khôn ở đâu không biết, yêu nước ở đâu không thấy. Nhưng mà còn lên tới cái đỉnh này nó lò chạy rồi. Không phải không có chỗ đi nữa chứ. Không có. Không có chỗ lên nữa. Không có. Anh ấy, tôi bảo đảm nếu mà anh còn lên được nữa, anh lên nữa. Bậy. Nhưng mà tại giờ không có chỗ lên nữa. Bây giờ tới Mỹ nó làm thị trường Mỹ rồi thì ông nội nó là top ở đây rồi. Thì còn ở đâu mà đòi lên nữa. Hả? Nó còn lên nữa chứ. Lên đâu? Nó còn lên nữa. Lên chứng khoán là hết rồi. Nó còn lên nữa đây. Giờ bây giờ. Vấn đề là thành thay bại nữa thôi chứ. Nó cũng muốn lên nữa. Lên bằng thầy. Lên nữa là à đúng rồi đó. Lên bằng thầy. Cái từ cái Thập Điện Diêm La đó, cái mấy ông thầy chùa mình nó bài ra. Bài ra là sở nhất điện, sở nhị điện, sở tam điện, tứ điện, tới thập điện. Thì điện thất thứ nhất là Tần Quảng Dương. Là ông Đại Quảng Dương này là cái ngục ổng có để ấy nha, ổng để là cái chỗ này á, trước cái chỗ Đại Quảng Dương, trước cái nhà, thí dụ cái nhà tôi nó có bảng là cái gậy là nghiệt cảnh đài đó. Những ai mà không làm tội thì không vô đây. Ý đó vậy đó, những ai không làm tội thì không vô đây, thiệt không làm tội đi đâu, đi qua cái nghiệt cảnh đài làm gì. Đài nghiệt cảnh rồi phải chơi chết chữ không mà nghe. Đó, những ai mà không, có tội mới đi vô chỗ này, vô chỗ này nha. Thế thì mấy ông thầy chùa mình nó bài ra dân sớ Tần Quảng Dương. Rồi làm ra lá sớ. Rồi thất thứ hai là gì đó, thất thứ ba gì đó, cho tới thất thứ năm là Diêm La Dương. Là cái ông này ăn hối lộ đó. Bây giờ thất thứ năm là chuẩn bị là xin xỏ để chờ thất thứ bảy, vì ông này không có cái thói quen hối lộ từ thời thất điện thứ nhất mà ông bị giáng xuống điện thứ năm rồi. Nhưng mà ông nhớ mấy hối lộ đó đi đâu nó cũng hối để nó ăn quen cái gì nó quen. Trời ơi tôi thấy
chơi mà tới đặt ra mà Diêm La Vương mà còn ăn hối lộ vậy, thành ra mấy ông là chùa mới hối lộ được chứ. Mấy ông là chùa ăn thì ăn nhiều mà cúng cũng ít, cúng với chè sôi với cúng ba giấy tiền vàng bạc thôi hả. Mới bài ra 10 điện rồi đi ngang cây cầu Nại Hà này kia nọ, thấy không? Cuối cùng thì cũng mấy thầy chùa hối lộ cho mấy ông thập điện, thành ra cái vụ hối lộ này cũng là mới từ mấy thầy chùa mà ra. Dân sớ trình tâu rồi, đây là đệ tử tôi, đệ tử Phật đâu nghe. Cười vui đó, thời bởi vì tôi giả là giả kiểu tôi à, ít người dám nghe lắm. Nghe là mấy bà mà ê mô đó chịu đâu nổi, ôm ô mê chịu đâu có nổi. Nghe là chứ nó rung không nói thật sự. Nhưng mà cái view giờ nó tăng, nó tăng tăng dữ lắm, số người nghe tuy rằng đi chậm mà nó có chất lượng á, người trí nghe nhiều lắm. Vui nhiều người trí hòa thượng tự thông không nói, mấy ông tu sĩ nhiều khi nghe còn không vô, nghe không nổi luôn, không dám nghe luôn, không dám nghe. Ừ, không giỡn à. Bởi vì cái lý nên mà không nói thế gian nó vậy đó, cái gì sự thật là ta không dám nghe. Cái gì mơ hồ là nhiều người ta đón nhận. Liên quan tới Phật giáo nè, gỡ vậy thì nó mới. Tại sao đấy thầy? Vì sao thầy có thời giờ thầy giảng cái bộ Trung Bộ đi này? Rồi. Không, có thời giờ giảng mấy cái, nói chung là nó giống như nó là chằng chịt mình giống như cái sợi dây đã giảng tới đại thừa nó có giá trị dữ lắm rồi mà tự nhiên ông nhảy xuống làm chi nữa không? Nó chằng chịt nó giống như sợi dây, tại sao bây giờ ông gói gọn là không gói ông chơi chi nhờ từ đó mà ra, nhưng mà nó chằng chịt như cái sợi dây mơ rễ má vậy đó. Theo cái phong trào, theo cái xu hướng thời đại, chứ còn nếu anh nói Trung Bộ quay trở về cổ điển là từ xa xưa rồi. Tôi chỉ muốn cái đơn giản nhất thôi. Đâu mà đơn giản, nó cũng vậy thôi, nó mới là rườm rà. Thí dụ như Trung Bộ nói củi hết lửa tắt, thì thôi bây giờ tôi nói mẹ hai chữ niết bàn, tôi vừa giảng niết là không, bàn là tham, không tham niết bàn, còn hơn của hết lửa tắt rồi, của gì đâu sao đơn giản được không? Đâu đơn giản, nó là cái thuộc loại là mía mà mới ép, còn bây giờ mình đang học tư tưởng Phật giáo Liễu Nghĩa đây là nó ép thành đường, nó ngọt thành chết, không hổ uống, đi bưng cả thùng cả xô uống, ông nghĩ nó thêm đi tiểu chứ làm gì. Sao bây giờ mình uống, mình ăn viên kẹo đi, ăn cục đường chải đi, hơn là ăn uống bưng cả xô nước mía mới vừa ép ra. Mình cần là cần cái chất ngọt, cái chất dễ thói, chất ngọt thì học vậy đó. Thì đó Niết Bàn xưa vậy đó, ví dụ như Đức Phật kinh Trung Bộ là củi hết lửa tắt đã, cũng phải tới sao phần tới là củi gì, củi lơ rơm hay củi gỗ vân vân. Ông Bảy ông có một bộ luôn á, tiểu trung bộ thì ông có đủ một bộ luôn á. Ông nhờ ông thầy Hoàng về Việt Nam mua thỉnh cho ông một bộ đầy đủ hết á. Yeah. Không, giờ cũng chưa đủ, giờ nhiều lắm. Giờ nếu mà Trung Bộ chắc nó khoảng mấy sải nè, lên ra hàm mấy sải nè, mấy tủ để tủ ra mấy tủ. Mà không hiểu là đọc đổi không? Có khi để đó chứ đâu có đọc. Không hiểu. Có khi để chứ không đọc. Nhưng mà đọc như con dịch cho sắm thì thôi. Đọc có hiểu. Bị nó lập luận. Nó cứ nói tới nó lồng vòng quá. Hiểu. Có khi có cả một chữ mà làm mấy trang giấy. Sửa xin có một chữ à. Cứ lập luận vòng. Cứ ngủ quẩn, ngủ ấm, ngủ ví dụ gì, ngủ ấm. Cứ làm vòng. Thế nào gọi là sắc, sắc là sao, sắc là nguyên nhân của mọi đau khổ, sắc là nguyên nhân của tù tội, sắc là nguyên nhân của mọi dục vọng, sắc là gì làm dài, thọ giải nhiều đó rồi, đó là mấy cuốn đó. Thế nào là thọ là nguyên nhân của đau khổ, thọ là nguyên nhân của tù tội, thọ là nguyên nhân của gì, thọ, nghĩa là nó là hết tờ giấy, đọc nhức đầu lắm. Hiểu á, chúng ta là nó trừ tượng, đúng rồi. Với trường hợp mình rút ngắn này rồi không? Rút gọn này lắm. Anh rút gọn thì anh phải đủ. Tôi đều một cái ý nghĩa anh phải đủ kiến thức để rút gọn những cái đó lại. Đúng rồi. Chứ đừng muốn rút đâu. Tại xưa người ta mấy cái trăm. Ví dụ lập đi lập lại cái đó thì tôi rút lại một chữ thôi. Đâu có nó dễ cái văn tự hồi xưa nó trừng hàng rút. Đó, nếu mà làm được vậy thì mấy ông ca diếp rồi, mấy ông A Nan đồ người ta mần hết rồi, không đợi tới giờ ông đang có nói đâu. Ôi trời đất ơi. Hồi xưa là cái đại cái hội thời khác nha, cái thời gian nó khác, cái thời kỳ không gian nó khác, thời gian khác chứ không phải giống như vậy. Ai là người đủ kiến thức để mà
thiếu gì nhiều người giỏi lắm chứ. Thế anh nói vậy người giỏi lắm cha. Vậy thì chắc là thành thánh đó, a la hán đó, không phải dễ, khó lắm. Thế gian này hay giỏi mặt này nó mất mặt kia. Nó là cái góc của đạo. Như cái người mà giỏi về lịch sử thì nó không có chuyên về kinh tạng, giỏi về kinh tạng thì thường không giỏi lịch sử dù vậy đó, tại vì nó trời đã cho một cái à. Ảnh hưởng tới luật rồi luận rồi tùm lum tà la, nó mới dính vô cái kinh đó, nó mới ra đời. Bây giờ anh mà diễn giải, anh thu gọn kiểu gì đó mà anh không tham khảo, anh không am tường cái luật luận này đó, lỡ ta mơ nó trở thành chất quốc, lỡ người ta lại quay đầu người ta sủa anh đó. Thấy ông nói vậy, ông nói chặt thì người ta sủa. Cho nên ông cứ để yên vậy đó, mà cái nào yên cái đó đi vậy. Biết vậy để vậy đi, không nghe thầy Tâm Hòa thường nói hả? Thấy vậy để vậy đi, nghe vậy để đi, biết vậy để đi. Thấy không thầy, từ thầy, ông theo thầy hầu phò thầy Tâm Hòa mấy chục năm. Nó biết vậy đi. Rớ vô chi cho nó phiền não. Thấy không? Mấy bà nội này rảnh không? Nó biết vậy đi, đâu có phiền não đâu. Rớ vô chi cho kệ bánh xe chi cho nó phiền não. Rốt cuộc là phiền não tại do ta. Cứ biết vậy đi. Ok rồi, con xin thầy. Đấy, thầy cũng được.